Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Nguyện thử diệu hương văn biến mạng thập phương giới cúng dường nhất thiết Phật tôn pháp chư Bồ Tát. Vô biên thịnh văn chúng cập nhân thiết thánh hiền yên khởi quang minh đại chân tâm tác Phật sự phổ hương chư chúng sinh giai pháp bồ đề tâm viễn đi chư Phật niệm viên thành vô thượng đạo. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát. Từ thời Việt Nam Quốc Bà Rịa Vũng Tàu tỉnh Đà Nẵng Phú Mỹ thị xã Châu Phan xã Kim Mư Thiên Đông Tử. Hôm nay ngày 30 tháng 3 năm Tân Sửu 2021, hiện tiền đệ tử chúng con cùng đối Phật tiền thành tâm để Phật sám hối nguyện hồi hướng công đức thượng chúc Phật nhật tăng huy pháp luân thường chuyển phong điều ngũ thuận quân thái dân an dịch bệnh tiêu trừ nhân dân an lạc hưởng nguyện thập phương tam bảo thầy thượng quán giám đạo tràng chứng minh gia hộ. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Ma ha tát. Đăng na pha ma vương na vô thượng ba cõi chẳng ai bằng na thầy dạy khắp mang trời người cha đăng na chúng ma cũng đòi quy y trọn một niệm ma Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ta ba ha tất đa dạ ta ba ha tất đa dạ.
thưa chư vị Bồ Tát vi y tối thượng thượng. Nguyện giữ ban giới chúng sanh nhất thời đồng đẳng a đầu đà văn văn biểu thanh bồ đề nam mô vi y thập phương thần hương. Nguyện giữ ban nam mô vi y thập phương thần hương công giữ nhất thiết công pháp nam mô vi y thập phương thần hương. Địa thiền thắng tăng ngàn nằm mô như lai ứng cũng chánh biến trí minh hạnh túc thiền thề thế gian giải vô thường sĩ điều thường. Nhớ sư phòng thế tung mà. Phật thống thân tình thờ lưu ý Phật diện do như mạng nguyện huy. Phật tại thế gian thường cứu khổ. Phật tâm vô xứ bất từ bi. Để tâm đảnh đề Quang minh Phật mà.
Phật mà
Nam mô Đại Nguyện Lực Vương Phật Ma.
Thank you.
Nam mô Tát Phật.
Kiếm quy mà lễ dư hữu thầm thương thế nhân.
đặng trung đặng chốn Phật cả thứ Bồ Tát chúng hội chung ở thần thái giới đoàn diệt chiên thánh tín chư Phật giai sung mãn các thì nhận thế âm thanh hài khổ chúng vô tận diệu ngôn từ thánh như vị lá dứt tiếp kiều tạng thần phẩm tông công đức này chư tội thánh nhiều hoa mang trí nhà đồ hương tâm tán cái như thì tội thánh trái niêm cụ ngã di cúng dường chứ như lai tội thánh nghi phục tội thánh hương mà thường hoàng ngài thánh dài tâm tâm tiền nhân thế ban tế thần thức chi vô hiện hạnh nguyên đứng phô biến cúng nhờ chư như lai hà tính xóa tạo chư ác nghiệp giải do vô thì bản thân si phục thân ở ý chi sợ chấn nhất thiên lai chư chúng sanh nhị thừa hoàn tâm vô hào chư thế như lai giữ bồ tát sở hữu công đức giai thì hỷ thập phương sở hữu thế gian đăng tối sơ thần tổ bồ đề dân á kim nhất thiết giai kim thanh kiến ngư vô thượng diệu pháp luân nhẹ nguyện thịnh chi nguyện cụ độ sáng cầm kiếp thời đang nhận thiên chư chúng sanh cho hữu đề tăng cung dường bước thánh phật trụ tuệ diệu pháp luân thì sám hối chư thiện căn hồi hương tạm giờ thanh tương ở pháp cập tánh và nhị đế dùng thống tâm mùi ấm như thì vô được công đức hai ngã kim giác tất thần hồi hướng sở hữu chúng sanh thân thần ý kiến quật đàn bát nga bát đàn điều nhiều phẩm vô giới nghiệp niệm trí châu ừ pháp giới quan thù dụng sanh giai bóng thối đại chỉ hư không thế giới tâm chúng sanh thật nghiệp tiền não thành như thi nữ ngất lắm vô biên nguyện kim hồi hướng diệt thư thị nam mô đại hạnh phổ hiền bồ tát nam mô đại hạnh phổ hiền bồ tát Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Phật mẹ Phật
Hữu 2021 mà hiện tiền để tứ chúng đồng cung đối Phật thiền thành tâm để Phật sám hối hồng dân nguyện hồi hướng công đức thường chuộc thân nhật thân huy pháp luân thường chuyển phong điều vô thường quân thái dân an dịch bệnh tiêu trừ nhân dân an là kỳ nguyện hiện tiền đề tử dung đắm cùng thân bằng quý thuộc thân tâm an mà thần tình tiêu trừ tai qua làm khối thường được an lành xa địa khổ ách nguyện chúng đa các khánh hà báo bình an thu tống tam tai đông nghênh bách phước hương mừng phật ông thùy từ chứng minh gia hộ cập hồi hướng công đức cầu siêu độ mỹ chư vị tiên linh hướng linh cứu việt thấp tổ thấp thơ phù mẫu đa sanh phù mẫu độc thân quyết thuộc đảnh mỹ siêu chư vị tiên linh hướng linh kỷ quy tiên long từ chư vị âm linh cô hồn quạnh hùng hà sa chiến sĩ lòng bóng đồng bào tư nạn chiến tranh thử dịch bệnh tứ nạn đắng đắng chứ hướng linh cung thừa tư công đức ngày lai đau phật thiền thỉnh báo bằng kinh siêu thanh nay tình đồ thôi nghe ông siêu dương thần phật giới chúng sanh đồng thanh phẩm tái phạm trong tương lai. Với ý nghĩa đó thì
đảnh lễ mười phương chư Phật, danh hiệu họ danh của chư Phật, chư Bồ Tát, những công đức, thì cái nghiệp của mình sẽ được tiêu trừ, có lẽ vừa được kết thúc.